Xin chào tất cả các bạn nha, thì lại là mình đây ạ thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách mới để giúp các bạn có thể lấy lại được cái tài khoản Facebook của các bạn trong những cái trường hợp là các bạn bị uh, uh, kích vào đường ninh nạ hoặc là các bạn bị hacker Hãy trực tiếp cái tài khoản Facebook của các bạn và kích các bạn ra khỏi các bạn không thể đăng nhập được Kể cả những cái trường hợp các bạn có số điện thoại hay là email của cái link của các bạn thì họ đều đã thay đổi rồi Thì các bạn không thể nào lấy lại được Thì như các bạn cũng biết thì trong kênh của mình, mình cũng có hướng dẫn các bạn rất nhiều cách để giúp các bạn Có thể lấy lại được những cái tài khoản Facebook của các bạn thì rất nhiều người các bạn đã uh, thực hiện theo và các bạn đã lấy lại được nhưng mà trong đó có một số trường hợp là do các bạn không uh, thực hiện theo uh, đúng những cách mình hướng dẫn hoặc là những cái trường hợp cái tài khoản của các bạn không phải là cái tài khoản chính chủ hoặc là những cái trường hợp các bạn đặt những cái tên nick của các bạn không trùng với giấy tờ tùy thân của các bạn nên là việc lấy lại cái tài khoản của các bạn nó gặp đôi chút khó khăn thì đây thì trong cái video năm nay thì mình sẽ cập nhật cái mới nhất để giúp các bạn có thể lấy lại cái tài khoản facebook của các bạn thì trong cái trường hợp mình lưu ý là các bạn phải thực hiện ở trên cái thiết bị điện thoại mà các bạn thường xuyên đăng nhập cái tài khoản Facebook của các bạn nha và các bạn sẽ thực hiện cho mình ở trên cái bình thường các bạn vào ứng dụng thì các bạn thực hiện sẽ rất chi là khó khăn thì các bạn sẽ thứ nhất là các bạn có thể nếu các bạn sử dụng cái điện thoại iPhone thì các bạn sẽ vào cái trình duyệt Safari cho mình hoặc là các bạn sử dụng điện thoại có phần mềm Android thì các bạn sẽ nên Google Chrome cho mình nha thì nên các bạn nên Google Chrome cho mình sau đó các bạn sẽ gõ cho mình cái chữ m.facebook.com các bạn à vào ô tìm kiếm các bạn gõ chữ m.facebook.com nha thì nó sẽ ra cái giao diện Facebook của các bạn như thế này thì ở đây thì nó sẽ yêu cầu các bạn nhập số điện thoại hoặc là email thì hiện tại cái số điện thoại cũng như là email của các bạn là uh, đã bị thay đổi và các bạn không thể nào nhập để các bạn có thể đăng nhập được nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách đó là các bạn sẽ mượn một cái tài khoản Facebook của bạn bè, các bạn có thể là uh, dùng điện thoại của bạn bè của các bạn, các bạn uh, vào Facebook và các bạn sẽ vào trang cá nhân Facebook của các bạn nha Đây ví dụ mình sẽ vào trang cá nhân của một người bạn bè nào đó Ở trên Facebook của mình Các bạn vào trang cá nhân của các bạn Sau đó các bạn sẽ kích cho mình vào cái dấu ba chấm ở đây Các bạn ấn vô Thì ở đây các bạn sẽ kích vào cái chữ đó là sao chép liên kết ở đây các bạn nhìn thấy chưa các bạn ấn cho mình cái chữ sao chép liên kết nha khi các bạn ấn sao chép liên kết thì tí nữa các bạn chỉ lấy cho mình cái dòng chữ số ở cuối cùng đây thôi còn cái phần http gạch ngang các thứ đó thì các bạn sẽ xóa đi cho mình các bạn lưu ý nha các bạn chỉ lấy cái dòng số cuối cùng ở đây thôi sau đó các bạn sẽ quay lại các bạn vào cho mình cái phần m facebook com nha các bạn sẽ dán cho mình cái các bạn vừa copy cái đường liên kết đó vào đây các bạn dán vào đây thì mình đã copy từ trước và bây giờ mình sẽ dán vào để mình có thể mình sẽ xóa bỏ cái kia đi các bạn dán và các bạn sẽ lấy cho mình đúng cái những cái chữ số mà mình vừa bảo các bạn đó nha rồi các bạn dán vào sau đó các bạn nếu cái trường hợp các bạn nhớ cái mật khẩu cũ thì các bạn có thể nhập mật khẩu cũ vào đây còn cái trường hợp các bạn không nhớ mật khẩu cũ thì các bạn sẽ kích cho mình vào phần đã quên mật khẩu ở đây các bạn kích vào đó các bạn kích vào đã quên mật khẩu thì nó sẽ yêu cầu các bạn nhập số điện thoại di động của bạn vào đây thì các bạn sẽ nhập số điện thoại hoặc là nếu cái trường hợp các bạn không nhập được số thì các bạn có thể nhập cái địa chỉ email hoặc là cái trường hợp các bạn không nhập được địa chỉ email ở đây thì các bạn sẽ dán đường liên kết để các bạn có thể tìm lại uh, được đúng cái uh, tài khoản của các bạn nha ở đây thì mình sẽ uh, mà nhập số điện thoại đi vì cái số điện thoại này của mình là mình tìm vẫn ra link nên là mình sẽ dùng bằng số điện thoại còn cái trường hợp các bạn cái số điện thoại của các bạn mà tìm không ra link thì các bạn có thể điền email hoặc là các bạn copy trực tiếp cái số mà mình vừa bảo các bạn copy cái liên kết đó các bạn dán vào được sau đó các bạn ấn tìm kiếm cho mình nha đó các bạn kích vào tìm kiếm cho mình thì nó sẽ ra cái tài khoản của các bạn thì các bạn sẽ chọn đúng cái tài khoản nha đây mình sẽ chọn cái tài khoản của mình chọn tài khoản của mình này rồi thì nó sẽ yêu cầu này chúng tôi có thể gửi mã cho bạn À, bằng cái cách là gửi cái đến cái địa chỉ Gmail nhưng mà hiện tại cái địa chỉ Gmail này thì mình cũng đang không sử dụng được nên là mình sẽ ấn vào thử cái khác nha các bạn kích vào thử cái khác cho mình đó thì sang bữa này thì nó lại ra hàng loạt thứ nhất đó là cái số điện thoại thứ hai là những cái email mà các bạn có thể nhận được mã thì trong số này nếu các bạn kiểm tra xem là nếu có cái trường hợp là số điện thoại hoặc là email của các bạn mà các bạn vẫn sử dụng thì các bạn lấy lại rất chi là dễ các bạn chỉ cần kích vào đúng cái số điện thoại hoặc là email các bạn còn đang sử dụng các bạn uh, tích tròn vào đây sau đó các bạn ấn tiếp tục là nó sẽ gửi mã và các bạn lấy lại được còn cái trường hợp mà các bạn uh, không sử dụng bất cứ cái số điện thoại hay là email nào ở trong cái số danh sách mà facebook nó uh, loát ra đây thì các bạn sẽ ấn vào cái chữ không còn truy cập được nữa ở cái phần cuối đây cho mình các bạn ấn uh, không còn truy cập vào đây các bạn ấn vào đó thì khi các bạn kích vào đây thì nó sẽ thông báo này tôi đã mất quyền truy cập vào, vào chi tiết đăng nhập của mình thì hiện tại nó sẽ bạn cần làm gì nếu không thể truy cập số này thì bây giờ nha nó sẽ yêu đưa ra cho các bạn ba cái yêu cầu ở đây thì các bạn sẽ thực hiện từng yêu cầu một để các bạn có thể là thực hiện được lấy lại nha đây thì các bạn sẽ kích vào cái chữ bắt đầu và cuối cùng cho mình các bạn kích vào đó thì ở đây nó sẽ thông báo này đặt địa chỉ email đăng nhập mới thì bây giờ các bạn sẽ nhập cho mình một cái địa chỉ email mới nha, không phải cái địa chỉ mà các bạn liên kết với Facebook đâu. Đây là cái địa chỉ email mới mà các bạn đang sử dụng nha. Lưu ý là các bạn phải sử dụng được cái địa chỉ email này thì các bạn mới nhập vào đây. Còn trường hợp các bạn cứ nhập địa chỉ email của ai hay là các bạn không sử dụng được các bạn nhập vào đây thì khi nó yêu cầu là các bạn đăng nhập vào cái email đó các bạn không đăng nhập được thì cũng sẽ không lấy được đâu nha. Thì các bạn sẽ nhập cái địa chỉ email mới vào đây cho mình. Đây mình sẽ nhập một cái địa chỉ email mới vào đây. đó khi các bạn nhập xong cái địa chỉ email mới thì các bạn sẽ kích vào là nhận được mã cho mình đây các bạn nhìn thấy chưa nhận được mã ở bên dưới cùng các bạn kích vào đó thì nó xong thông báo này xác nhận địa chỉ email đăng nhập mới chúng tôi đã gửi mã đến cái địa chỉ email gmail này thì bây giờ nha các bạn sẽ đăng nhập cho mình vào cái tài khoản gmail này để các bạn lấy được cho mình cái mã ở đây thì mình sẽ thoát ra và mình sẽ vào cái tài khoản gmail đó để mình lấy mã nha đây mình sẽ vào gmail đây các bạn nói lại các bạn sẽ nhìn thấy đây cái uh, tin cái uh, thư gửi của facebook đã gửi cho mình ở đây các bạn nhìn thấy chưa facebook gửi đây thì bây giờ mình sẽ kích vào cái thư gửi đó mình ấn vào đó mình ấn vào cái thư gửi nha đây thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy là Facebook đã gửi cho các bạn một cái mã ở đây Thì các bạn sẽ copy cho mình cái mã này Đây các bạn chép cho mình cái mã này nha Sau đó các bạn quay lại cái chỗ nhận mã kia Các bạn sẽ dán cái mã này Hoặc là các bạn nhập cái mã mà các bạn vừa nhận được vào đó Đây các bạn nhận mã Sau đó các bạn ấn chữ xác nhận cho mình Khi các bạn đã nhập mã chính xác các bạn ấn xác nhận Đó thì nó sẽ yêu cầu lại xác nhận đó là bạn chọn một phương thức hoặc là phương pháp để chúng tôi có thể biết đó là cái tài khoản thực sự là của bạn thì bây giờ facebook nó yêu cầu các bạn tải id lên id nghĩa là sao ạ id nghĩa là cái giấy tờ tùy thân lưu ý nhá các bạn một cái vấn đề cái giấy tờ tùy thân này phải trùng với cái tài khoản facebook của các bạn nếu cái trường hợp không trùng thì tỷ lệ lấy về rất thấp còn trường hợp mà cái tài khoản uh, hoặc là cái giấy tờ tùy thân của các bạn mà trùng với cái tài khoản của các bạn thì mình chắc chắn 100% là các bạn sẽ nấy lại được cái lệnh này. Đây, bây giờ các bạn sẽ kích vào cái phần ID tải lên, các bạn kích vào. Đó, thứ nhất là nó sẽ yêu cầu các bạn nhập họ và tên. Các bạn kích uh, nhập cái họ và tên của các bạn vào đây thì mình sẽ nhập họ và tên cái tài khoản của mình vào đây. Đó, thứ hai nó sẽ yêu cầu là tại giấy tờ tùy thân của các bạn nên thì các bạn sẽ uh, đọc cho mình này cái yêu cầu của nó này vui lòng tải bản sao giấy tờ tùy thân có uh, ảnh do chính phủ cấp và cái ảnh giấy tờ đó thứ nhất là không được quá mờ thứ hai là phải chụp đầy đủ ánh sáng thứ ba là phải đầy đủ thông tin đây các bạn cứ đọc hết ở đây thì nó sẽ thông báo này phải rõ ràng thì nó yêu cầu là thứ nhất là các bạn dùng giấy căn cước công dân hoặc là các bạn dùng bằng lái xe hoặc là các bạn là học sinh các bạn có thể dùng thẻ học sinh thì cũng có thể là các bạn chụp và các bạn gửi nha thì bây giờ khi các bạn đã chụp cho mình cái giấy tờ tùy thân mặt trước mà sau rồi thì bây giờ các bạn sẽ ấn vào chọn tệp cho mình các bạn kích vào chọn tệp đó thì bây giờ các bạn sẽ chọn đúng cái giấy tờ tùy thân của các bạn để các bạn có thể gài lên đây thì mình sẽ kích vào cái giấy tờ tùy thân của mình sau đó mình tải lên đây nha mình sẽ chọn đúng cái giấy tờ tùy thân của mình đó khi các bạn chọn đúng cái giấy tờ tùy thân rồi thì bây giờ các bạn sẽ kích vào gửi cho mình đây các bạn ấn vào gửi cho mình nha khi các bạn kích gửi xong thì ở đây vì cái giấy tờ của mình là mình đã chọn đúng và bây giờ mình sẽ kích gửi các bạn kích gửi cho mình thì khi các bạn kích gửi thì các bạn chỉ cần bây giờ khi các bạn đã ấn gửi xong các bạn chỉ cần đợi cho mình trong vòng nha Facebook nó chỉ giải quyết cho các bạn trong vòng từ 24 giờ đến 48 giờ thôi là Facebook nó sẽ có phản hồi của các bạn về cái tài khoản của các bạn thì khi đây các bạn ấn gửi thì nó sẽ thông báo này trung tâm trợ giúp nghĩa là các bạn đã gửi thành công nha thì bây giờ các bạn chỉ cần là vào cái địa chỉ Gmail mà lãy mà các bạn thêm đó đây cái địa chỉ Gmail mới của các bạn bây giờ các bạn sẽ đợi cho mình trong vòng từ 24 giờ đến 48 giờ thì Facebook nó sẽ vào và nó sẽ kiểm tra xem là đúng cái giấy tờ tùy thân của các bạn, đúng cái link Facebook của các bạn và đúng cái điện thoại mà các bạn thường hay sử dụng hay không. Khi Facebook đã xác nhận được và họ sẽ gửi cho các bạn một cái thông báo đến cái tài khoản Gmail này thì khi các bạn nhận được thông báo các bạn chỉ cần vào các bạn ấn xác nhận thôi là ngay lập tức cái tài khoản facebook của các bạn nó sẽ được về và nó chỉ cần lúc đó các bạn chỉ cần đổi mật khẩu là các bạn có thể sử dụng được cái tài khoản facebook như bình thường nha và các bạn sẽ lấy lại được cái tài khoản facebook mình đảm bảo khi các bạn nhận được cái email phản hồi là các bạn có thể lấy lại được cái tài khoản của các bạn còn những cái trường hợp mà facebook uh, phản hồi về gmail là không phù hợp hoặc là không đúng cái giấy tờ tùy thân thì cái trường hợp đó thì các bạn sẽ không thể nấy lại được nha thì các bạn sẽ phải thực hiện một số cách khác nữa để các bạn có thể, thể nấy lại được thì những cách đó mình sẽ hướng dẫn các bạn ở trong những cái video sau thì vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn cụ thể từng bước để các bạn có thể là lấy lại được cái tài khoản Facebook. Còn cái bước cuối cùng khi có phản hồi về mà các bạn không thực hiện được thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình thông qua cái mô tả video, mình có để đường link để các bạn có thể liên hệ với mình thì các bạn có thể là liên hệ với mình, mình sẽ hỗ trợ các bạn những cái bước còn lại thì video hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.